Cắt nha. Cắt nhá. Cắt. Chắc chắn đấy. Chắc chắn. Cắt đấy. Cắt đi. Nhưng mà em để cái tóc này bố mẹ em có nói gì không? Không. Bạn bè? Bạn bè cũng có nhưng mà không, họ lại nhưng mà cũng không phải là trái chiều. Cắt cua là sẽ rất lâu nó mới dài được đấy. Không sợ. Cái tóc này em để mất 2 năm rưỡi nhưng mà đời người có nhiều cái 2 năm rưỡi mà. Đều đời người có nhiều 2 năm rưỡi. Được. Còn này hay đấy. Cái điều gì khiến em suy nghĩ là nuôi tóc này em Hiến? Trong năm nay em quyết định là đến cái tháng này của em sẽ xuống tóc. Tại sao lại đợi tháng này? Tại vì đợt này tháng này sinh nhật em. À, đợi tháng này sinh nhật luôn thì xuống tóc luôn. Ý nghĩa quá nhỉ. Anh chúc mừng sinh nhật em. Rồi cũng thua.